Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa bởi tay ông Gioan ở dòng sông Gióc Đăng được giải thích như sự kiện biến cố Chúa Giêsu bắt đầu sống cuộc đời công khai. Và nhân sự kiện này, các tác giả Tân Ước cũng nói với chúng ta về lời của Chúa Cha tuyên phán và sự hiện diện của Chúa Thánh Thần được diễn tả như hình chim bồ câu. Như thế, tại dòng nước sông Gióc Đăng, sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, Thiên Chúa đã long trọng giới thiệu với nhân loại Đức Giêsu là Đấng Messiah, tức là Đấng Thiên Sai. Đức Giêsu là ngôi lời nhập thể, Đức Giêsu là Đấng cứu nhân độ thế, và Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa trước hết nhắc nhớ cho chúng ta, Chúa Giêsu đã khiêm nhường hòa mình vào dòng người đang xếp hàng nhận mình là tội nhân để xin Thánh Gioan tẩy rửa. Chúa hòa mình vào dòng chảy của những người đang ăn năn sám hối, mặc dù người là Thiên Chúa vô tội, là Đấng Chí Thánh, Chúa làm gương cho chúng ta về sự khiêm nhường. Chúng ta vừa mừng lễ Giáng sinh, ngôi lời đã làm người và ở với chúng ta. Thiên Chúa nhập thể hạ mình xuống để sống thân phận con người. Và bên bờ sông Gióc Đăng, Chúa Giêsu một lần nữa lại thể hiện sự khiêm nhường ấy làm gương cho chúng ta. Ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa cũng nhắc nhớ mỗi người tín hữu chúng ta đã được lĩnh nhận bí tích thanh tẩy rồi. Chúng ta gọi là bí tích thanh tẩy, chúng ta gọi là bí tích rửa tội, hoặc là gọi là bí tích tái sinh. Cả ba cách gọi ấy đều diễn tả một bí tích đầu tiên của Kitô giáo. Nhờ bí tích này, chúng ta được sinh ra làm tạo vật mới. Nhờ bí tích này, chúng ta được trở nên con cái Chúa, chúng ta sống cuộc sống mới. Thánh Phaolô đã gọi việc lĩnh nhận bí tích thanh tẩy là một giai đoạn, một dấu mốc, một lối rẽ quan trọng trong cuộc đời. Như trong thư gửi cho ông Tito mà chúng ta vừa nghe, Thánh Nhân đã gọi cuộc đời của chúng ta được chia làm đôi kể từ khi chúng ta được chịu phép thanh tẩy. Trước khi chịu phép thanh tẩy, Thánh Phaolô gọi là thời xa xưa. Sau khi được lĩnh nhận bí tích thanh tẩy thì Ngài gọi là thời hiện tại. Đối với Thánh Phaolô, trước khi được chịu phép thanh tẩy, chúng ta là con người cũ, con người của tối tăm, con người của tội lỗi, con người còn ban nhiều yếu đuối, con người còn xa Chúa. Và sau khi chịu phép thanh tẩy, chúng ta trở nên con người mới, con người tinh tuyền, thánh thiện, vì chúng ta được mặc lấy Đức Giêsu. Con người được tái sinh, không còn sống trong bóng tối nữa, nhưng mà sống trong ánh sáng của Thiên Chúa, của sự thánh thiện, ánh sáng huy hoàng. Vì thế, như chúng ta vừa nghe trong bài sách thánh thứ hai, Thánh Nhân khuyên những ai đã được chịu phép rửa tội thì cần phải hiểu cái sứ mạng của mình, từ bỏ những đam mê tội lỗi, từ bỏ tối tăm, cố gắng mỗi ngày để nên thánh thiện trong lời nói, trong việc làm, trong tư tưởng, trong mối tương quan với anh chị em mình. Bởi lẽ nhờ bí tích thanh tẩy, chúng ta đã bước ra khỏi tối tăm để vươn tới ánh sáng. Chúng ta đoạn tuyệt với quá khứ tội lỗi để khởi đầu một cuộc sống mới, cuộc sống thánh thiện. Chúng ta sống trong Đức Giêsu và chúng ta được sinh ra qua sự chết của Người. Nhờ bí tích thanh tẩy, chúng ta mặc lấy chính Chúa Giêsu để trở nên hiện thân của Chúa Giêsu trong cuộc đời. Nhờ vậy mà chúng ta được gọi là Kitô hữu. Kitô hữu có nghĩa là gì? Là người thuộc về Chúa Kitô, là người mang Chúa Kitô trong mình, là người mang danh Chúa Giêsu Kitô và là người được sức giàu. Nhờ việc được sức giàu trong bí tích thanh tẩy mà chúng ta được tham dự vào chức tư tế của Đức Giêsu, chúng ta được tham dự vào chức ngôn sứ và chức quản trị để cùng nhau xây dựng giáo hội. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ chúng ta thường hay quên mình là người đã được chịu phép rửa tội. Đây là một điều rất quan trọng nhưng mà chúng ta lại hay quên, bởi vì chúng ta được rửa tội từ khi rất là nhỏ, trừ những ai một số người được rửa tội khi đã trưởng thành. Còn phần lớn là chúng ta sau khi sinh ra được bố mẹ bế đến nhà thờ để rửa tội, chúng ta được rửa tội trong đức tin của giáo hội.
chúng ta được rửa tội trong đức tin của cha mẹ và những người đỡ đầu. Nhưng mà nhiều khi chúng ta quên mình đã được lĩnh nhận bí tích thanh tẩy, hoặc là chúng ta quên cái danh dự đi liền với tước hiệu ấy, hoặc chúng ta quên bổn phận của chúng ta phải sống như thế nào cho xứng với những người đã được lĩnh nhận bí tích thanh tẩy. Một trong những bổn phận quan trọng, một trong lời mời gọi quan trọng của giáo hội luôn luôn nhắc nhở mời gọi những ai đã được lĩnh nhận bí tích thanh tẩy, đó là chúng ta phải nên thánh. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: các con hãy nên thánh như Cha trên trời là đấng thánh. Thiên Chúa mời gọi chúng ta: các ngươi hãy nên thánh vì ta là đấng chí thánh. Vậy những người đã được lĩnh nhận bí tích rửa tội nên thánh như thế nào? Họ được mời gọi để nên thánh trong tư tưởng, trong lời nói và trong việc làm. Nên thánh trong tư tưởng là luôn luôn có những ý tưởng tốt lành, ý tưởng được soi sáng bởi lời Chúa, được xây dựng trên nền tảng kinh thánh, lời cầu nguyện và lòng đạo đức. Nhờ có những ý tưởng tốt lành mà tâm hồn chúng ta gắn bó với Chúa, và những hành động của chúng ta cũng sẽ trở nên tốt lành. Những người có tư tưởng tốt lành thì tìm được sự thanh thản trong tâm hồn, và tâm tình của họ luôn luôn hướng về Chúa. Nên thánh trong việc làm là chúng ta có những việc làm tốt đẹp, xa tránh những việc làm gây nên tội lỗi, những việc làm gây chia rẽ và làm hại đến tha nhân, những người xung quanh. Những việc làm của chúng ta phải được thúc đẩy bằng một lương tâm ngay thẳng, có trách nhiệm, vừa quan tâm đến mình, quan tâm đến những người xung quanh. Rồi nên thánh trong lời nói, chúng ta cần phải có những lời nói thân thiện, lời nói xây dựng, tránh những lời vu khống, những lời làm tổn thương người khác. Nên thánh một cách đơn giản đối với chúng ta mà Chúa Giêsu mời gọi, đó là một trách nhiệm quan trọng của những người đã được lĩnh nhận bí tích thanh tẩy. Nên thánh trong lời nói, trong việc làm, trong tư tưởng suy nghĩ, và như thế chúng ta sẽ trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu. Có nghĩa là suy nghĩ của chúng ta là suy nghĩ của Chúa, lời nói của chúng ta là lời nói của Chúa, và hành động của chúng ta cũng là hành động của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta đọc trong Tân Ước, chúng ta sẽ tìm hiểu cuộc đời của Chúa Giêsu như thế nào. Trọn vẹn cuộc sống của Chúa, lời nói, việc làm, tất cả đều nhằm thực hiện thánh ý Chúa Cha. Và thánh ý của Chúa Cha là muốn cho nhân loại được ơn cứu độ, muốn cho thế giới được bình an, muốn cho con người đến gần với Chúa, và muốn cho họ được xích lại gần nhau trong mối tương quan huynh đệ, liên đới và gia đình của Thiên Chúa, gia đình của giáo hội. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mỗi chúng ta đều là những người đã được rửa tội, đã được tái sinh, đã được sinh ra làm con Thiên Chúa và làm thành viên của giáo hội. Nếu mỗi người chúng ta ý thức được bổn phận nên thánh của mình, thì mặc dù ở môi trường cuộc sống nào, chúng ta cũng diễn tả một hình ảnh rất đẹp về giáo hội, một hình ảnh rất đẹp về đức tin Công giáo, và một hình ảnh trong sáng về dung mạo của Đức Giêsu, dung mạo của Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót và là Cha của tất cả chúng ta. Mỗi chúng ta hãy nhớ lại mình đã được chịu phép thanh tẩy. Mỗi chúng ta hãy nhớ mình là thành viên của giáo hội để cộng tác làm cho giáo hội được vững mạnh ở mọi cấp độ. Chúng ta thuộc về một giáo xứ, đó là giáo hội địa phương. Mỗi chúng ta cần chú ý trong lời nói, trong việc làm của mình, để qua đó chúng ta phản ánh hình ảnh của Đức Giêsu, đấng đã đến vì yêu thương con người và để cứu độ con người. Amen. Cuộc thần hiện thứ kể lại trong Phúc Âm, đó là việc Chúa Giêsu đi dự tiệc cưới Cana và Chúa làm cho nước lã biến thành rượu. Nhờ đó mà các môn đệ tin vào Chúa trước sự ngỡ ngàng của chủ tiệc, của cô dâu, chú rể và của những khách dự tiệc xung quanh. Ba cuộc thần hiện ấy, mỗi cuộc thần hiện đều có một ý nghĩa giới thiệu với chúng ta Đức Giêsu là Thiên Chúa. Với việc ba vua, ba nhà đạo sĩ, ba nhà chiêm tinh đến từ phương Đông để thờ lạy Chúa Giêsu, Chúa Giêsu được giới thiệu như là vua của các vua. Chúa là vua của các vua, là Chúa của các chúa, và Chúa là đấng cứu độ muôn dân. Vì thế mà ba nhà đạo sĩ đến từ phương xa diễn tả như những người đến tìm đến với ánh sao để thần tỏ bày sự thần phục của mình trước vị vua với sự mới sinh. Qua cuộc thần hiện ở bờ sông Giô-đăng mà chúng ta vừa nghe trong tin mừng, Chúa Giêsu được giới thiệu như con Thiên Chúa, là đấng Messiah,
đấng thiên sai. Bởi lẽ khi Chúa Giêsu vừa bước lên khỏi dòng nước thì có tiếng từ trời phán rằng: đây là con cha yêu dấu, con đẹp lòng cha mọi đàng. Lời phán ấy là lời của Chúa Cha công khai giới thiệu với tất cả mọi người: Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là ngôi lời nhập thể, là đấng thiên sai, là đấng muôn dân mong đợi, là đấng đến để dẫn đưa con người về với Thiên Chúa. Qua cuộc thần hiện thứ ba xảy đến trong tiệc cưới Cana, Chúa Giêsu được giới thiệu như Thiên Chúa quyền năng. Bởi vì người làm cho nước biến thành rượu, người biến đổi sự lo buồn của mọi người trở thành niềm vui. Rượu là tượng trưng cho sự sống, tượng trưng cho hạnh phúc, tượng trưng cho sự gặp gỡ sum vầy và tượng trưng cho niềm vui của con người chiến thắng. Vì thế, kính thưa quý ông bà và anh chị em, phụng vụ hôm nay nối kết ba sự kiện để cùng giới thiệu với chúng ta về hình ảnh của Đức Giêsu khi khởi đầu một mùa phụng vụ mới, chúng ta gọi là mùa thường niên. Cho nên Chúa Nhật hôm nay cũng được gọi là Chúa Nhật thứ nhất của mùa thường niên. Chúng ta hãy trở về với việc Chúa Giêsu lĩnh đón nhận nghi thức thanh tẩy. Nghi thức thanh tẩy của Thánh Gioan Tẩy Giả không phải là bí tích rửa tội, không phải là bí tích thanh tẩy, mà khi Chúa Giêsu bước xuống dòng sông, Ngài đã thánh hóa dòng nước sông Giô-đan-ô và Ngài thiết lập bí tích thanh tẩy. Vì thế cho nên sự khác biệt quan trọng giữa nghi thức tẩy rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả với nghi thức thanh tẩy mà chúng ta được đón nhận hoàn toàn khác nhau. Bởi lẽ nghi thức của Gioan Tẩy Giả là nghi thức sám hối, còn nghi thức của Đức Giêsu bí tích thanh tẩy là bí tích tái sinh. Một bên là nghi thức sám hối, người ta có thể lĩnh nhận nhiều lần để thể hiện lòng sám hối, nhưng mà bí tích Chúa Giêsu thiết lập là bí tích tái sinh. Tái sinh có nghĩa là thế nào? Thưa những ai được lĩnh nhận bí tích rửa tội thì được sinh ra làm con cái Chúa, được Chúa thanh tẩy mọi tội lỗi, được gia nhập vào giáo hội và trở nên Kitô hữu. Tại sao lại gọi là Kitô hữu? Đức Giêsu được gọi là đấng Kitô bởi vì người là đấng được sức giàu. Vậy chúng ta khi lĩnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được sức giàu trên đỉnh đầu và nhờ đó chúng ta được gọi là Kitô hữu, tức là người sức giàu. Và qua nghi thức sức giàu này, chúng ta được trở nên giống Chúa Giêsu. Mặc dù chúng ta là con người phàm hèn, mặc dù là chúng ta phải bận rộn lo toan cơm áo gạo tiền biết bao nhiêu nỗi chăn trở, nhưng mà chúng ta đang trở nên mỗi ngày giống Chúa Giêsu hơn trong tư tưởng, trong lời nói, trong việc làm và trong cách đối xử với tha nhân. Vì thế nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, ý nghĩa của bí tích rửa tội vô cùng quan trọng, bởi vì nó đánh dấu một bước tiến trong cuộc đời chúng ta. Từ con cái thế gian, chúng ta trở thành con cái của Thiên Chúa. Từ là những người đang sống trong tối tăm, chúng ta bước ra để sống trong ánh sáng. Từ những gì mà chúng ta còn quá khứ tội lỗi, chúng ta đoạn tuyệt với quá khứ ấy để chúng ta khởi đầu một giai đoạn mới. Cho nên một chi tiết rất quan trọng mà Phúc Âm năm nay nói với chúng ta, khi Đức Giêsu chịu phép thanh tẩy bởi ông Gioan thì các tầng trời mở ra với Chúa Giêsu, một kỷ nguyên mới đã khởi đầu. Với Chúa Giêsu thì một cuộc sáng tạo mới Thiên Chúa đã thực hiện. Vì thế cho nên những ai được rửa tội thì là con cái của Thiên Chúa, là thành viên của giáo hội, là những người nên giống Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi vừa liên hệ tới ba cuộc thần hiện quan trọng trong Cựu Ước. Chúng ta suy tư về điều ấy để chúng ta thấy rằng Thiên Chúa tỏ mình ra cho con người. Vậy có nhiều người đặt câu hỏi, thế sao bây giờ Thiên Chúa không tỏ mình ra cho chúng ta? Chúng ta đọc lại thư gửi cho người Do Thái. Ngày xưa trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa nói với chúng ta qua các tổ phụ và các tiên tri. Đến thời sau hết này thì Thiên Chúa nói với chúng ta qua con của người là Đức Giêsu. Vì thế Đức Giêsu hôm nay đang hiện diện với chúng ta, người hiện diện khi chúng ta nghe lời Kinh Thánh, người hiện diện trong bí tích thánh thể, người hiện diện khi chúng ta thực hành tình yêu thương đối với nhau. Và Chúa nói với chúng ta, ở đâu có hai hay ba người tụ họp với nhau lại mà cầu nguyện thì ta ngự giữa họ. Vì thế Thiên Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời, và Đức Giêsu đang cùng với chúng ta bước đi trong mọi nẻo đường của cuộc sống. Tuy vậy, nhận ra Chúa Giêsu thì phải có cái nhìn của đức tin.
Nhận ra Chúa Giêsu, nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa là việc làm của đức tin và của tình yêu mến. Xin cho chúng ta được nhận ra sự hiện diện cao quý ấy. Nếu chúng ta sống ơn gọi của bí tích thanh tẩy, bởi vì chính chúng ta là Kitô hữu, một cách nào đó, một phần nào đó, chúng ta cũng chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu. Bởi vì nhờ bí tích thanh tẩy mà chúng ta được gọi là Kitô hữu, chúng ta được tháp nhập vào Chúa Giêsu một cách huyền nhiệm, và chúng ta mang tên của Người là Đấng Kitô, Đấng được sức dầu, Đấng thiên sai, Đấng đã đến để cứu chuộc trần gian. Và chúng ta đang cộng tác với Chúa để làm cho ơn cứu độ ấy được lan tràn trên khắp cuộc sống này. Amen. Thưa quý ông bà và anh chị em, tôi đang trình bày với cộng đoàn về giáo lý về bí tích rửa tội hay là bí tích thanh tẩy. Chúng ta có hai cách gọi, một là bí tích rửa tội, hai là bí tích thanh tẩy. Bí tích rửa tội là nhắm một cái tên gọi nhắm tới sự việc, còn bí tích thanh tẩy là nhắm tới ý nghĩa và nội dung. Về bí tích rửa tội thì có một vấn đề liên quan, đó là người đỡ đầu. Mục đích của việc tìm người đỡ đầu là thế nào? Thưa, chúng ta sinh ra có cha mẹ về phần xác, người cha người mẹ là người cha mẹ về phần xác. Trong đời sống đức tin cũng có những người đồng hành với chúng ta gọi là cha mẹ đỡ đầu. Vì thế mà những người đỡ đầu với mục đích là để hướng dẫn, dẫn dụ, đồng hành, nhắc nhở, lưu ý cho cái người con đỡ đầu của mình trong đời sống đức tin. Người cha người mẹ nuôi dưỡng về thể xác và nâng đỡ mọi bước đường đi của cuộc sống để chúng ta lớn lên, chúng ta biết đường đi nước bước, chúng ta biết điều hay lẽ phải, chúng ta biết kính trên nhường dưới. Thì người cha người mẹ đỡ đầu là giúp cho chúng ta biết để sống đức tin. Nhờ người cha người mẹ đỡ đầu mà chúng ta chập chững từng bước bước vào đời sống đức tin. Vì thế mà có những vấn đề liên quan đến người cha người mẹ đỡ đầu. Từ nãy đến giờ tôi nói là người cha người mẹ đỡ đầu, có nghĩa là mỗi một em bé rửa tội thì có thể nhận một người cha đỡ đầu và một người mẹ đỡ đầu. Nhiều khi chúng ta không có hiểu biết, chỉ tìm có một người đỡ đầu, thế rồi tìm đỡ đầu cũng chỉ chiếu lệ thôi, cho nó xong thì thôi. Cuối cùng con mình sinh ra chẳng biết ai là người đỡ đầu cho con mình nữa. Có nhiều người cha người mẹ như thế là thiếu sót, biết ai là người đỡ đầu cho con mình. Chứ còn bây giờ ra tìm một người nào vơ đại vào để đỡ đầu xong thôi, chẳng biết ai là người đỡ đầu, thì cái việc đỡ đầu ấy là vô ích. Mặc dù là chúng ta rửa tội cho trẻ em mới sinh hay là những người trưởng thành lớn rồi mới xin theo đạo, thì bao giờ cũng cần phải có người đỡ đầu. Và mục đích của người đỡ đầu là để giúp đỡ chúng ta, nâng đỡ cái người con ấy trong đời sống đức tin. Vậy thì có những điều kiện như thế nào để được là người đỡ đầu? Thứ nhất là người đỡ đầu phải là người công giáo. Người bên lương không đỡ đầu được ha. Chúng ta bây giờ sinh con ra đem đến nhà thờ, tìm một người bên lương vào đỡ đầu là không được. Thứ nhất là cái người đỡ đầu phải là người công giáo. Bởi vì là người đỡ đầu là người hướng dẫn trong đời sống đức tin. Mà người ấy không có đạo, không có đức tin thì làm sao mà hướng dẫn chúng ta trong đời sống đức tin được. Vì thế mà người đỡ đầu luôn luôn cái điều kiện đầu tiên là phải là người công giáo. Điều kiện thứ hai là người đỡ đầu phải đến tuổi thành niên, tức là phải 18 tuổi trở lên. Ai dưới 18 tuổi đỡ đầu là không được. Phải cái người 18 tuổi trở lên thì mới đỡ đầu được. Nhưng mà người dưới 18 tuổi là không được. Điều kiện để là người đỡ đầu cho bí tích rửa tội ấy, người điều kiện để theo như là quy định của giáo hội, một là người đỡ đầu phải là người công giáo, có thể chọn hai người đỡ đầu, một người cha đỡ đầu và một người mẹ đỡ đầu cũng được. Có nhiều người trong chúng ta vẫn có thói quen từ xưa tới nay, vì điều kiện khó khăn, vì thiếu hiểu biết giáo lý cho nên chỉ tìm một người đỡ đầu, thì tìm hai người đỡ đầu, người cha người mẹ. Thứ hai nữa là có nhiều người đã tìm người đỡ đầu cho con mình xong rồi chẳng biết ai là người đỡ đầu nữa, thì chỉ đỡ đầu cho chiếu lệ thôi mà không có thực hành được cái nội dung hay là ý nghĩa của việc mà giáo hội mong muốn. Tôi xin nhắc lại điều kiện để đỡ đầu được theo như hướng dẫn quy định của giáo hội, đó là một phải là người công giáo, và điều kiện thứ hai phải là người đến tuổi thành niên, tức là từ 18 tuổi trở lên. Tôi xin cảm ơn. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay đã là ngày 16 tháng 10, tức là chúng ta đã đi đến nửa thời gian của tháng Mân Côi. Vì thế một lần nữa tôi kêu mời quý ông bà và anh chị em hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Ước mong mỗi người chúng ta, từ các cụ ông, cụ bà cho đến các bạn thanh niên, các em nhỏ, mỗi ngày dâng kính Đức Mẹ 10 kinh kính mừng. Nếu chúng ta không thuộc ngắm Mân Côi thì chúng ta cứ đọc 10 kinh kính mừng cũng được.
Nếu chúng ta đọc với lòng yêu mến, với tâm tình phó thác, chắc chắn chúng ta sẽ thấy những điều kỳ diệu xảy đến trong cuộc đời. Ngày hôm nay phần giáo lý về bí tích rửa tội, tôi trả lời hai câu hỏi đơn giản nhưng mà cũng rất là thực tế như sau. Câu hỏi thứ nhất là có nhiều cách gọi, có nhiều tên gọi, nhiều danh xưng khác nhau của bí tích rửa tội. Có những người gọi là bí là phép rửa tội, có những gọi người gọi là phép thanh tẩy, có những người gọi là phép nhập đạo. Vậy thì những cách gọi ấy đúng hay sai? Thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta gọi một cái danh xưng nào đó thì thường chúng ta có thể nhấn mạnh tới cái biểu tượng, hay là chúng ta nhấn mạnh tới cái hiệu quả, hoặc là chúng ta nhấn mạnh tới cái ý nghĩa. Vậy thì cả ba cái danh từ đó thì đều đúng, không sai. Và mỗi danh từ thì nhấn mạnh tới một khía cạnh. Chúng ta gọi là phép rửa tội cũng đúng, bởi vì gọi bằng cách có cái nghi thức lấy nước để dội trên đầu những người xin chịu phép rửa tội. Chúng ta gọi là phép thanh tẩy thì chúng ta nói tới hiệu quả, tức là Chúa thanh tẩy các tội lỗi của người chịu phép. Như là chúng ta dùng nước để rửa một cái đồ vật nào đó thì nước cuốn hết cả đi những cái bụi bẩn bám vào cái đồ vật ấy. Cho nên chúng ta gọi là phép thanh tẩy thì chúng ta muốn nhắm tới cái hiệu quả của bí tích rửa tội, tức là khi chúng ta được rửa tội thì Chúa sẽ thanh tẩy chúng ta. Như là chúng ta đem một cái đồ vật để rửa trong dòng nước thì nước cuốn trôi những bụi bám bẩn ở đó đi. Khi chúng ta gọi là phép nhập đạo hay nghi thức nhập đạo thì cũng đúng, bởi vì nhờ bí tích rửa tội mà chúng ta được gia nhập giáo hội, nhờ bí tích rửa tội mà chúng ta được gọi là người Kitô hữu, nhờ bí tích rửa tội mà chúng ta trở thành thành viên của giáo hội Công giáo. Vì thế mà cả ba tên gọi này đều đúng, và mỗi tên gọi thì nhấn mạnh tới một khía cạnh của bí tích này. Tôi xin nhắc lại, thứ nhất là phép rửa tội, hoặc là chúng ta gọi là phép thanh tẩy, hoặc là chúng ta gọi là phép nhập đạo. Cả ba cách gọi đó đều đúng. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, một trường hợp cụ thể đưa ra về bí tích rửa tội và mong muốn được trả lời. Tôi đưa ví dụ như là ông Phêrô Nguyễn Văn Dần. Ông Phêrô Nguyễn Văn Dần, lấy tên Dần Mão Thìn Tị Ngọ là ví dụ thôi. Ông Phêrô Nguyễn Văn Dần lấy vợ, nhưng mà đã làm phép đạo rồi. Một thời gian hai ông bà không ở với nhau được và chia tay. Đó là điều không ai mong muốn, và đó cũng là một cái điều gây đau khổ cho cả hai bên. Ông ấy là ông Phêrô Nguyễn Văn Dần. Vậy sau 3 năm ông ấy bỏ người vợ thứ nhất thì ông ấy tìm hiểu một cô nữa là người bên lương. Cô nữa tên là Nguyễn Thị Mão. Cái người cô, cái chị Nguyễn Thị Mão này rất là mến đạo. Biết là ông Phêrô Nguyễn Văn Dần là người có đạo, thỉnh thoảng cô Nguyễn Thị Mão đi nhà thờ. Nguyễn Thị Mão tức là không có tên thánh. Không có tên thánh thì có phải là người Công giáo chưa? Các ông có bảo trả lời cho tôi một câu xem cho nó rôm rả lên. Vậy cô Nguyễn Thị Mão rất chịu khó đi nhà thờ, thấy hội con Đức Mẹ mặc áo đẹp quá cũng xin gia nhập. Rồi một ngày đẹp trời, cô Nguyễn Thị Mão đến gặp cha xứ nói rằng muốn xin được rửa tội để gia nhập giáo hội Công giáo. Trong trường hợp này có được rửa tội cho cô Nguyễn Thị Mão không? Có người có, người người không, có người vừa không vừa có người nói không, có người nói có ha. Câu trả lời đó là không, bởi vì là tại làm sao? Giáo hội rất là trân trọng cái nguyện vọng của cô Nguyễn Thị Mão này muốn xin gia nhập đạo, rất trân trọng cái nguyện vọng ấy, nhưng mà rất tiếc là không rửa tội được. Bởi vì khi rửa tội thì cô Nguyễn Thị Mão phải tuyên thệ trước mặt Chúa là từ bỏ một cái cách sống không hợp với luật đạo. Vậy mà cô không từ bỏ được, vì cô vẫn sống với cái người Nguyễn Văn Dần, ông Phêrô Nguyễn Văn Dần là người có vợ rồi. Ông ấy sống như thế là sống bất hợp pháp thì không rửa tội được, mặc dù Hội Thánh rất cảm thông và không chê trách, không lên án, không nặng lời, không loại trừ. Và cô Nguyễn Thị Mão này vẫn có thể vào hội đoàn được, vẫn đi cầu nguyện được, vẫn đi nhà thờ được, bởi vì lời cầu nguyện của cô ấy dâng lên Chúa vẫn đẹp lòng Chúa. Nhưng mà cô ấy chưa được lĩnh nhận các bí tích, bởi vì cô ấy thứ nhất là người ngoài Công giáo, thứ hai cô ấy đang sống trong tình trạng ngăn trở. Câu trả lời tôi xin được nhắc lại, trong trường hợp ấy, mặc dù cô Nguyễn Thị Mão rất muốn được rửa tội trong giáo hội,
mà giáo hội rất trân trọng và cảm thông, nhưng mà rất tiếc phải từ chối bởi vì đang sống trong tình trạng ngăn trở. Đó là hai câu hỏi tôi muốn thưa với công các bà và anh chị em để chúng ta hiểu về giáo lý. Câu thứ nhất, chúng ta gọi bí tích rửa tội là phép rửa tội, hoặc là phép thanh tẩy, hoặc là phép nhập đạo. Câu thứ hai, trong trường hợp ngăn trở ấy, rất tiếc là chưa rửa tội được, nhưng mà vẫn mong muốn người phụ nữ này đi nhà thờ, đọc kinh, cầu nguyện, mặc dù cô ấy chưa được rửa tội, nhưng lời cầu nguyện của cô ấy luôn luôn là những điều đẹp lòng Chúa.